Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay mưa dông ở phía Nam sẽ thu hẹp và chỉ còn xảy ra ở miền Tây Nam Bộ. Còn ở Bắc Bộ, chiều nay trời vẫn nắng và nóng. Đó là bởi vì vùng mây của khối không khí lạnh mạnh vẫn đang nằm ở Trung Quốc và cách khá là xa nước ta. Vì thế mà thời tiết Bắc Bộ quý vị có thể thấy là vẫn ít mây và nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Việt Trì, Lào Cai và Sơn La sẽ trong khoảng 31 đến 33 độ. Thậm chí ở Hòa Bình và Điện Biên Phủ còn lên tới 34 độ. Đến đêm nay, một số nơi ở vùng núi và ven biển sẽ có mưa nhỏ do tác động của không khí lạnh sớm. Với miền Trung, dự báo thời tiết chiều nay cũng đồng loạt là nắng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Huế sẽ trong khoảng 31 đến 32 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Phan Thiết cao hơn một chút, 32 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên hôm nay giảm hẳn mưa, tất cả các thành phố dự báo sẽ là nắng đến cuối chiều. Nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ, riêng Đà Lạt có mức nhiệt 23 độ. Nam Bộ hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác sẽ trong khoảng 32 đến 34 độ. Đến chiều tối nay thì quý vị sẽ thấy là chỉ có miền Tây có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Còn với miền Đông thì mưa chỉ xuất hiện vài nơi, thế nhưng mà không đáng kể. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa chiều nay trời có nắng, gió cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa ở đây trên 10 km. Với huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.